Một hợp chất được phân phối qua đường xịt mũi có thể ngăn ngừa và điều trị các biến thể SARS-CoV-2 khác nhau ở chuột. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí Nature. Vaccine COVID-19 ngày càng kém hiệu quả đối với SARS-CoV-2 vì nó tiếp tục đột biến. Do đó, nghiên cứu đang được tiến hành để phát triển các phương pháp trị liệu hướng đến vật chủ để hạn chế sự kháng thuốc của virus và điều trị những người nhiễm virus. Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Sherbrooke đã thiết kế một hợp chất để giải quyết COVID-19 thông qua xịt mũi. Được biết đến với cái tên N0385, nó nhắm vào một loại enzyme có trong tế bào mũi, nơi virus có xu hướng xâm nhập và bắt đầu lây nhiễm các tế bào của con người. Hợp chất này rất độc đáo vì nó ngăn chặn sự xâm nhập ở bề mặt tế bào mà không cần phải xâm nhập vào tế bào. Điều này ngăn nó gây ra bất kỳ tổn thương tế bào nào có thể phát hiện được. Ngoài ra, nó rất mạnh ở chỗ nó chỉ cần một lượng nhỏ để hoạt động rất hiệu quả. Đồng tác giả tiến sĩ Andrea Olmsted, cộng tác viên nghiên cứu tại khoa vi sinh và miễn dịch học tại Đại học British Columbia, cho biết. Trong nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hợp chất này trên 4 biến thể SARS-CoV-2, bao gồm cả Delta, trong tế bào phổi người và các chất hữu cơ. Họ phát hiện ra rằng nó vừa ức chế nhiễm trùng vừa không gây độc. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell sau đó đã thử nghiệm hợp chất này trên những con chuột biến đổi gen bị nhiễm SARS-CoV-2. 10 con chuột được sử dụng liều lượng hợp chất hàng ngày trong 4 ngày đã sống sót sau khi nhiễm COVID-19, so với chỉ 20% số chuột không được điều trị. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành các thử nghiệm sâu hơn tập trung vào biến thể Delta. Khi làm như vậy, họ phát hiện ra rằng N0385 không chỉ có thể giúp ngăn ngừa COVID-19 mà còn có thể điều trị virus trong 12 giờ sau khi nhiễm. Như được ghi nhận bởi mức độ khác nhau của virus trong phổi của những con chuột được điều trị và không được điều trị. Các nhà nghiên cứu nói rằng mục tiêu enzyme của hợp chất không có đột biến nào giữa các biến thể COVID-19, có nghĩa là nó có thể vẫn hữu ích trong việc nhắm mục tiêu các chủng trong tương lai. Họ đã phát hiện ra rằng hợp chất này cũng có thể ngăn chặn nhiễm trùng biến thể Omicron trong các tế bào phổi của con người. Các nhà nghiên cứu hiện hy vọng sẽ kiểm tra phát hiện của họ trong các thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, vì N0385 chỉ là một chất ức chế ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào, các nhà nghiên cứu nói rằng nó nên được sử dụng với các loại thuốc khác đã có trên thị trường để giảm sự sao chép. Bức tranh lớn là có nhiều bước trong vòng đời của virus PSD. François Jean nói, tác giả chính của bài báo và là phó giáo sư tại khoa vi sinh và miễn dịch học tại Đại học British Columbia. Bước đầu tiên là xâm nhập vào một tế bào để truyền vật chất di truyền, sau đó nó tiếp tục sao chép. Vì vậy, bạn sẽ sử dụng cả hai loại thuốc N0385 có thể chặn hầu hết sự xâm nhập của virus, khiến thuốc tái tạo ít hoạt động hơn, ông thêm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!